Quý vị, vào rạng sáng ngày 30 tháng 11, tại một khách sạn trên đảo Jeju, Hàn Quốc, một phụ nữ Việt Nam 22 tuổi có tên Nguyễn Thị Thanh Ngân đã bị sát hại. Sau đây là những chia sẻ của những người Việt Nam đang sống và làm việc tại Hàn về vụ việc này. Ghi nhận của cộng tác viên VTC tại Hàn Quốc. Khi nhận được thông tin từ Hội Cộng đồng Người Việt Nam tại Hàn Quốc, tôi cảm thấy rất là bức xúc và đau lòng. Mong rằng gia đình nạn nhân sẽ nhanh chóng vượt qua được nỗi đau to lớn mất mát này. Tập thể Hội Chị Em Gia Đình Đa Văn Hóa thành phố Mộc Khôi, chúng tôi đã quyết định quyên góp để ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình nạn nhân. Tôi mong rằng các nhà chức trách Hàn Quốc sẽ nhanh chóng tìm hiểu, làm rõ sự việc để lấy lại công bằng cho nạn nhân và sẽ có nhiều chính sách để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình đa văn hóa. Sau khi biết được sự việc này, chúng tôi rất đau xót và hy vọng những việc tương tự sẽ không xảy ra nữa. Chúng tôi mong muốn nhà chức trách Hàn Quốc mau chóng điều tra sự việc để trả lại sự công bằng cho gia đình nạn nhân và tăng cường siết chặt an ninh để tạo điều kiện cho chúng tôi lao động và làm việc. Tôi cũng đại diện cho cộng đồng người Việt tại Chơ Nam Quang Chu, cũng như là nằm trong ban chấp hành cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, mong gia đình nạn nhân sẽ vượt qua được nỗi đau to lớn mất mát này. Vừa qua tôi được biết thì trực tiếp Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã làm các giấy tờ hồ sơ để lo cho anh trai của chị Ngân sang sớm để lo thủ tục giấy tờ hồ sơ cho chị mang Hàn Quốc thì chị về Việt Nam. Bên cạnh đó, Chủ tịch đại diện cộng đồng của Việt Nam tại Hàn Quốc anh Trần Hải Linh đã phát động toàn thể cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, trong đó bao gồm cả anh em du học sinh, lao động và các chị em gia đình đa văn hóa, giúp đỡ bằng tinh thần, vật chất vừa qua để giúp đỡ cho gia đình nạn nhân đến cái sớm nhất. Cá nhân tôi hiện tại đang công tác làm việc tại Hàn Quốc, tôi cũng mong chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc sẽ có những cái chính sách và luật pháp chặt chẽ hơn, quản lý tốt hơn trong cái vấn đề cho các chị em kết hôn di trú để sang Hàn Quốc có cuộc sống hạnh phúc và ổn định. Bên cạnh đó cũng mong rằng các khu vực ở mỗi địa phương sẽ xây dựng các cái khối đoàn kết cộng đồng và từ đó sẽ có những cái đoàn kết hơn anh chị em người Việt. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.